Đây là các bạn, mình giới thiệu cho các bạn, đây là cái di tích thời xưa của ông Đình Tây nuôi sáu năm chèo sáu thằng này các bạn. Hôm nay mình đi gặp cái dịp gặp này nên. Cái hầm này hồi xưa có đệ tử ông Định Đây là đệ tử của thầy Đức An. Chị cho hỏi cái khu mộ của ông Đình Tây nằm ở đâu chị? Đằng kia hả? Sao không hỏi sao? Có cổng bự đó ha. Có cái cổng bự ha. Có cái cổng đó. Hello các bạn, hôm nay để mình đi dẫn các bạn lên tới cái ngôi mộ của ông Đình Tây. Sẵn chuyến này mình đi ghé lên đỉnh Thái Sơn mình vô di tích xưa của ông Đình Tây. Quay cho các bạn coi. Rồi mình lên được. Tới nè các bạn, tới ngôi mộ của ông Đình Tây nè. Đó, mộ ông Đình Tây đó các bạn, cổng nè, em vô tham quan nha. Đây là cái đường lên Đình Tây các bạn. Đây, cái phần hổ mạng của con, phần mộ của Đình Tây các bạn. Hồi xưa giống hồi xưa đó.
Đây là ngôi thờ tự của lăng mộ ông Định Tây này. Hồi xưa là ông ngày ông là đệ tử Phật Thầy Tăng. Rồi vậy thôi, xin kết thúc cái video này lên. Bye bye.